Thưa quý vị, bên cạnh tuyển đúng, tuyển đủ, năm 2023, các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng triển khai nhiều phương án để nâng cao chất lượng đầu vào, chọn được những tân sinh viên giỏi trên cả nước. Năm học 2022-2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển 1.400 chỉ tiêu, trong đó có những ngành học mới mang tính liên ngành, bắt kịp với xu thế công nghệ 4.0 như ngành robot và trí tuệ nhân tạo. Ngoài việc tăng cường truyền thông, chuẩn bị đủ các điều kiện cơ sở, vật chất, nguồn nhân lực cho các ngành học, nhà trường cũng có điều chỉnh chỉ tiêu giữa các phương án tuyển sinh để nâng cao chất lượng đầu vào. Chúng tôi có điều chỉnh về cái chỉ tiêu tuyển sinh giữa các phương thức theo cái hướng là nâng cao cái chất lượng đầu vào thông qua việc giảm dần cái tổng chỉ tiêu liên quan đến phương thức xét học bạ và tăng các cái chỉ tiêu liên quan đến các phương thức có cái chất lượng đầu vào tốt hơn, ví dụ như phương thức xét điểm thi trung học phổ thông hay phương thức tuyển sinh riêng. Chúng tôi cũng dành ra những cái suất học bổng rất là đặc biệt hay là cái học bổng toàn phần, mỗi suất học bổng khoảng 30 đến 15 triệu đối với các cái em thí sinh xét theo cái phương thức tuyển thẳng. Năm 2023, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học chính quy vào 9 trường đại học thành viên và đơn vị đào tạo trực thuộc với hơn 15.000 chỉ tiêu, mở nhiều chuyên ngành mới. Việc đa dạng hóa phương thức xét tuyển giúp thí sinh có nhiều lựa chọn hơn để tăng cơ hội đổ vào đại học của mình. Mùa tuyển sinh năm nay, chỉ tiêu dành cho kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực riêng cũng được nới rộng. Ngoài kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội được hàng trăm trường đại học đăng ký sử dụng như một trong số các phương thức chính để xét tuyển, năm nay khối ngành sư phạm cũng có kỳ thi đánh giá năng lực riêng. Thì kỳ thi này là đánh giá năng lực cho 8 cái môn chuyên biệt là toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, ngữ văn và tiếng Anh. Vì cái đặc thù của ngành sư phạm á, thì chúng tôi đào tạo các cái ngành nó theo các cái môn học trong chương trình phổ thông. Thì như vậy là nó thí sinh thi vào rất cần những em có cái năng lực phù hợp với cái ngành nghề đào tạo. Những năm gần đây, các trường đại học cũng có xu hướng ưu tiên xét tuyển những thí sinh giỏi ngoại ngữ. Học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sẽ có thêm nhiều cơ hội để lựa chọn ngành học, trường học phù hợp. Song song với việc sử dụng đa phương thức tuyển sinh để nâng cao chất lượng đầu vào, phương thức xét tuyển dùng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn là một phương thức quan trọng chiếm tỷ lệ không hề nhỏ để vào các trường đại học tốt trên. Vì lẽ đó, thí sinh cần tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, đồng thời xem xét kỹ các phương thức xét tuyển tại các trường mình muốn đăng ký để tăng cơ hội vào đại học.